xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày July 4, ngày quốc khánh của Hoa Kỳ. Và Trường Giang đang có mặt tại thành phố Pittsburgh, tiểu bang Massachusetts. Thưa quý vị, thành phố Pittsburgh là một thành phố rất quan trọng quý vị. Thì nơi đây có một thượng nghị sĩ người gốc Việt, đó là ông Dean Trần. Và hôm nay trong cuộc diễn hành ăn mừng ngày quốc khánh của Hoa Kỳ, phái đoàn của thượng nghị sĩ Dean Trần cùng với một số cư dân gốc Việt đang sinh sống tại tiểu bang Massachusetts có tham dự cùng phái đoàn của ông. Và Trường Giang có cơ hội tiếp chuyện cùng với ông cũng như là chia sẻ cảm nghĩ của mình trong ngày quốc khánh hôm nay. Và Trường Giang có ghi nhận một số hình ảnh sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay là ngày July 4, là ngày quốc khánh của Hoa Kỳ, và anh được thượng nghị sĩ Dean Trần mời đến để tham dự cái buổi diễn hành hôm nay. Thì là trước tiên là anh có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình trong cái ngày quốc khánh này. Kính chào anh Trường Giang. Kính chào quý khán giả của đài SBTN. Tôi tên là Nguyễn Thành. Tôi được sinh ra và lớn lên trên một đất nước có tên gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Dù ngày nay đất nước đó không còn nữa, nhưng tôi đã được học hỏi rất nhiều ở quê hương tôi. Tôi được biết rằng cái ngày lễ quốc khánh của mỗi dân tộc, của mỗi đất nước là một ngày lễ rất lớn. Đó là một cơ hội cho chúng ta nhớ lại sự hy sinh lớn lao, vĩ đại, không có gì so sánh được của những người đi trước, của các bậc tiền nhân đã hy sinh không biết bao nhiêu xương máu và công sức của họ để đổi lấy được một đất nước tự do và hạnh phúc. Ngày hôm nay tôi có cơ hội được sống trên đất Mỹ cũng là nhờ xương máu của những người đó. Cho nên ở đây tôi xin nói lên một cái lời tha thiết cảm ơn người Mỹ, cảm ơn các vị tiền nhân của người Mỹ đã hy sinh xương máu của họ. Today is July 4, and the parade is in Pittsburgh, and you are a supporter of Dean Trang. What did you say your thought about the July 4 parade, and what did you think of Dean Trang? Dean Trang is the best state senator in my lifetime in the state of Massachusetts. He works hard for the people. He goes in and fights for the various communities. He's brought money into our community. He's brought about $5 million into Fitchburg, $5 million into Leominster. He has visited cities like Berlin. Fire department and the fire chief said nobody's ever visited him. He got an all-terrain vehicle for their fire department. He's for the people. He cares about us. First of all, thank you very much for being here today, and welcome to the great city of Fitchburg. This is a city where I grew up in. And I want to say happy Independence Day to everybody. This is a great day, and it means a lot to me being a refugee and an immigrant from Vietnam, coming over here with nothing, and to be a state senator for the great state of Massachusetts. This is what it means to be in the greatest country in the world, the land of freedom and opportunity. Now, election coming up in November, and I know that you've been door knocking and a lot of busy stuff that you're doing to get to that November day. Now, what can people do to help, particularly Vietnamese American people? Well, I'm up for re-election this November, and I have done great things in the past 5 months, things that people told me that it's impossible for you to do, Dean. And the more people tell me it's impossible, the more it makes me work harder to deliver what I want to deliver. Now, I'm up for re-election this November, and people can help me. If they don't live in my district and they can't vote for me, what they can do is they can come and volunteer, hold signs, knock on doors, pass out our literature, and make a donation to my campaign, because it costs a lot of money to get elected. Em có lời gì muốn chia sẻ trong cái ngày này? Dạ, chào anh Brian, chào khán giả của đài SBTN. Thì hôm nay em cũng có mặt ở đây là trước hết là để mừng cái ngày quốc khánh của Mỹ, và cũng nhân tiện ủng hộ ông Dean Trần. Nhân dịp này em cũng muốn bày tỏ cái lòng tri ân sâu sắc đến đất nước Hoa Kỳ. Thì tất cả chúng ta ai cũng đã trải qua rất là nhiều cái biến cố, thì chúng ta hiểu rõ hơn ai hết cái giá trị của cái độc lập và cái giá trị của cái sự tự do. Tự do không bao giờ là phi hết. Để chúng ta có được sống trong một cái đất nước thịnh vượng, tự do và độc lập như ngày hôm nay, thì đã có biết bao nhiêu xương máu, bao nhiêu nước mắt và mồ hôi đã, và ngay cái giờ phút này đã
và đang đổ ra vì chúng ta, cho chúng ta có được những cái gì mà mình có và đang hưởng. Chuyên gia tường thuật cho đài SBTN từ thành phố Pittsburgh, tiểu bang Massachusetts. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.